Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Như bọn chúng con, như lời của Chúa đã nói rằng là nơi nào có hai ba người như anh ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ. Có cầu xin Chúa ngày đến ở giữa sự thờ phượng Chúa của chúng con buổi sáng nay. Chúa cầu xin Chúa ngày đến ngự giữa sự ngợi khen của dân sự Ngài. Chúa cầu xin Chúa ngày đến ngự ở trên mọi tấm lòng của chúng con trong thời giờ này, Chúa ơi, để chúng con nghe lời của Chúa và chúng con được sự thông viên đặc biệt từ trong lời của Ngài. Nguyện lời của Chúa có quyền năng để nâng đỡ chúng con. Lời của Chúa có quyền năng để gây dựng và khích lệ chúng con. Lời của Chúa có quyền năng để biến đổi chúng con, để chúng con được trở nên những con người mà Chúa Ngài mong muốn. Và lời của Chúa cũng có quyền năng để chúng con được trở nên giống như Chúa Giêsu Christ càng hơn ở trong đời sống của chúng con, trong sự tin kính và trong sự thỏa lòng. Con cảm ơn Chúa bởi vì trong Chúa Giêsu Christ chúng con không còn nghèo đói nữa. Ở trong Chúa Giêsu Christ chúng con đều là những người được phước và được no đủ, được thịnh vượng, được thành công và được đặt ở đằng đầu chứ không phải ở đằng đuôi, và chúng con sẽ trở thành nguồn phước cho những người xung quanh của chúng con. Cảm ơn Chúa bởi vì Chúa luôn tốt lành trên mỗi đời sống của chúng con. Ở trong mọi sự mọi nơi Chúa luôn luôn là tốt lành. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng an toàn. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Một buổi sáng tốt lành, vinh hiển cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Quý vị có được phước không khi chúng ta thờ phượng Chúa buổi sáng nay ạ? Dạ, tôi cảm ơn Chúa bởi vì Chúa Ngài đặt để trong lòng của tôi rất là nhiều lời của Ngài để có thể chia sẻ cho dân sự của Chúa buổi sáng nay. Bởi vì Chúa Ngài nói với tôi rằng hãy chia sẻ cho dân sự của ta những lời tiên tri, những lời đắc thắng, để qua đó họ sẽ kinh nghiệm được một đời sống tầm mức ở trong Chúa Giêsu Christ, để chúng ta không sống một đời sống ở dưới mức của lời Chúa, nhưng mà chúng ta sẽ sống đúng tầm mức của lời của Trời trên đời sống của chúng ta. Lời của Chúa muốn chúng ta được no đủ. Lời của Chúa muốn chúng ta được khỏe mạnh, phần xác cũng như phần linh hồn. Lời của Chúa muốn chúng ta được thịnh vượng và được giàu có, từ trong thuộc linh cho đến thuộc thể của chúng ta. Lời của Chúa muốn cho chúng ta được ở đằng đầu, được cai trị ở trong thuộc linh và ngay trong thuộc thể. Khi mà Chúa Ngài vui lòng về một đời sống nào đó, thì Chúa Ngài có thể ban cho người đó đầy đủ tất cả những gì mà họ cầu xin nơi Chúa. Không trừ vàng bạc, không trừ của cải vật chất, không trừ những địa vị chức tước nếu mà họ thật sự xứng đáng những điều đó. Buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về chủ đề đó là người giàu vào nước thiên đàng. Xin quý vị chúng ta cùng nhau mở ra ở trong sách Matthew đoạn số 19. Sách Matthew đoạn số 19 từ câu 16 cho đến câu số 30. Dạ, Matthew đoạn 19 từ câu 16 cho đến câu 30, tôi xin đọc lời của Chúa đây như thế này. Người trẻ tuổi giàu có, này có một người đến hỏi Ngài rằng, thưa Thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng lành mà thôi, nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Ngươi hỏi, những điều răn gì? Đức Chúa Giêsu phán rằng, những điều này, đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ và hãy yêu kẻ lân cận như mình. Người trẻ đó thưa rằng, tôi đã giữ đủ các điều này, còn thiếu chi cho tôi nữa? Đức Chúa Giêsu phán rằng, nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này, thì đi bộ buồn bực vì chàng có của cải nhiều lắm. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chú qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ nghe lời ấy thì lấy làm lạ mà nói rằng, vậy thì ai được rỗi? Đức Chúa Giêsu ngó môn đồ mà phán rằng, điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Phi-rơ bèn thưa rằng, này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sai người trên ngôi vinh hiển của mình, của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi, sẽ xét đoán 12 chi phái Israel. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ rốt ở nên đầu. Cảm ơn Chúa. Ở đây là một phụ đặc thánh nói về một người trai trẻ giàu có. Người cha trẻ này là một người tinh kính từ bé,
Bởi vì người này đã thuộc lòng luật pháp và lời của Chúa. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta thấy được ở trong đời sống của người trẻ này, đó là tuy rằng là người này đã giàu rồi, tuy rằng là người này đã thuộc lòng lời Chúa từ khi tấm bé rồi, nhưng mà người này vẫn tìm kiếm sự cứu rỗi, đúng không ạ? Và người này hỏi với Chúa Giêsu rằng là tôi phải làm việc làm chi cho được sự sống đời đời đây, thưa thầy? Thì Chúa nói rằng là phải giữ theo các điều răn của Chúa. Nhưng mà đến khi mà người này nói rằng là tôi đã làm được tất cả mọi thứ luật pháp dặn biểu, tôi đã không giết người, tôi không phạm tội tà dâm, tôi không ăn trộm cắp, tôi không làm chứng dối, vân 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 vân, thì còn cái điều gì thiếu cho tôi nữa không? Chúa Giêsu nói rằng là ngươi còn thiếu một điều, đó là hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời, rồi sau đó hãy đến mà theo ta. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng là cái người này buồn bực vì chàng có nhiều của cải lắm. Người này đã buồn bực và thất vọng bỏ đi. Và thế là Chúa Giêsu đã nói rằng là cái người này là người giàu. Vào nước thiên đàng khó lắm. Đến đây thì có lẽ mọi người chúng ta đều có chung một cái cảm tưởng. Đó rằng là nước thiên đàng chỉ dành cho những người nghèo, những người ít của, những người không có của cải vật chất nhiều. Giống như tôi trước đây thì tôi cứ đọc cái chỗ này tôi nghĩ rằng là mình phải nghèo, mình mới theo Chúa được. Mình phải nghèo thì mình mới có thể phục vụ Chúa được. Mình phải nghèo thì mình mới trong sạch và thánh thiện giống như Chúa được. Chứ còn mình giàu quá mình không thể theo Chúa được và thậm chí là không thể vào thiên đàng được. Và thế là tôi cứ in trí và tôi nghĩ rằng là mình phải nghèo thì mình mới có thể kết quả cho Chúa được. Nhưng mà khi tôi càng suy gẫm lời của Chúa thì tôi phát hiện ra một điều rằng là nếu Chúa ngài muốn cho tôi và chúng ta nghèo khổ để có thể vào thiên đàng thì có lẽ trước đó ngài sẽ không ban phước cho Abraham, Isaac và Jacob trở nên giàu có. Bởi vì tất cả những người đó đều là những tổ phụ của đức tin, đúng không ạ? Ở trong Sách Ký đoạn 13 câu số 2 chép rằng là vả Abraham rất giàu có súc vật, vàng và bạc. Rồi con cháu của Abraham cũng đều là những người giàu có và là đại gia. Ở trong Sách Ký đoạn số 26 câu 12 cho đến 13, lời của Chúa nói thế này: Isaac gieo hột giống trong xứ đó, năm ấy gặt được bội trăm phần, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho, người nên thịnh vượng của cải càng ngày càng thêm, cho đến đổi người trở nên rất lớn. Và đến thời của Gia-cốp thì lời của Chúa cũng chép thế này ở trong Sách Ký đoạn số 30 câu 43 rằng: Vậy người là Gia-cốp trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa. Rồi đến thời của Joseph thì Joseph đã tận hưởng được đỉnh điểm của quyền lực và sự giàu có ở trong cả thế giới thời bấy giờ, bởi vì ông đã được Chúa đặt để vào trong cái ngai vị của Pharaoh. Và đó là đỉnh điểm của thời dân Israel thời xưa. Nếu Chúa ngài nhìn thấy rằng là sự giàu có là cái sự cám dỗ và là cái điều làm ngăn trở đức tin của người tin Chúa, thì lẽ ra Chúa ngài không nên ban sự giàu có cho những tổ phụ đức tin đó. Đúng không ạ? Trong thời của cái người đầu tiên vào thiên đàng đó chính là Abraham. Và ông là tổ phụ của những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Và ông cũng là người rất là giàu có. Nếu chúng ta đọc ở trong Sách Ký thì chúng ta thấy rằng là Abraham đã có một sự giao hảo và tương tác tốt, mối quan hệ tốt với là những vị vua của Ai Cập, rồi của Philippines và những vị vua khác. Quý vị thấy rằng là con cái Chúa mà có một cái mối quan hệ tốt với là những tổng thống, những thủ tướng, những nguyên thủ quốc gia, quý vị nghĩ rằng người đó có nghèo không? Ngồi nói chuyện với vua Ai Cập như là bạn vậy đó quý vị. Và Ai Cập thời xưa giống như là đế quốc Mỹ bây giờ vậy đó. Chúng ta gọi là Mỹ đế đó. Con cái Chúa, người Việt Nam có ai đã từng nói chuyện với Donald Trump hoặc là nói chuyện giao hảo với là tổng thống Mỹ bao giờ chưa? Chưa. Tôi thấy rằng là Abraham là một người có cái tầm ảnh hưởng rất lớn trong thời bấy giờ. Tại sao Chúa là ban sự giàu có cho Abraham, Isaac, Jacob, Joseph là những tổ phụ đức tin vậy quý mà anh chị em? Không, tôi hỏi tại sao đó. Là lý do gì, lý do đầu tiên gì mà Chúa là ban phước cho họ giàu có như vậy?
Tôi nghĩ cái lý do đầu tiên đó là để cho danh của Chúa được biết đến giữa vòng thế giới thời bấy giờ. Để những vị vua, những nguyên thủ quốc gia họ biết rằng Đức Chúa Trời của Abraham quyền năng và giàu có thế nào. Quý vị hiểu ý tôi nói không ạ? Nếu Abraham là người giàu, một người nghèo khổ, khô rách áo ôm, Abraham nói chuyện với các vua có ai nghe không? Không nghe đúng không ạ? Thậm chí là lời làm chứng của ông thì không có ai nghe, không ai tin hết đó quý bà chị em. Cho nên Chúa ngài phải ban phước cho Abraham, Isaac và Jacob. Những người đó có của cải rất lớn, thành công thịnh vượng, làm việc gì cũng được giàu hết quý bà chị em. Rồi chúng ta sẽ khám phá ra được cái nguyên tắc tại sao Chúa lại ban phước và khiến cho Abraham, Isaac và Jacob được thịnh vượng, giàu có như vậy. Nhưng mà đến thời của Tân Ước, nhất là trong cái thời điểm mà Chúa Giêsu ngài gặp cái người giàu có, cai trẻ giàu có này, thì Chúa lại nói rằng là người giàu khó vào nước thiên đàng là như thế nào? Liệu chăng có sự mâu thuẫn ở trong lời Chúa hay không? Và dĩ nhiên lời của Chúa không bao giờ mâu thuẫn. Lời của Chúa không bao giờ mâu thuẫn. Từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, các nguyên tắc thuộc linh đều thống nhất với nhau, không có sự mâu thuẫn. Nhưng cái điều mà có vẻ dường như mâu thuẫn nó nằm ở chỗ đó là tấm lòng con người của chúng ta. Nằm ở trong con người của chúng ta quý mài chị em. Chúng ta sẽ thấy được rằng là có người thì Chúa ban cho sự giàu có. Cũng có người thì Chúa ngài không muốn ban cho họ cái sự giàu có. Hoặc là dường như Chúa muốn lấy cái sự giàu có đó khỏi họ. Để họ có thể dễ dàng đi theo Chúa. Bản thân sự giàu có không phải là tội lỗi. Nhưng mà cách sử dụng và quản trị sự giàu có như thế nào mới chính là vấn đề cốt lõi của đức tin chúng ta. Lời của Chúa hứa về sự giàu có như thế này: phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào. Trong ngôn đoạn 10 câu 22. Rồi đến trong ngôn đoạn 22 câu 4 chép rằng là phần thưởng của sự khiêm nhường và sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là sự giàu có, sự tôn trọng và mạng sống. Vậy thì lời của Chúa nhắc đi nhắc lại rằng là cái phần thưởng, cái sự ban cho của Chúa đó là sự giàu có. Amen. Nếu giàu có là tội lỗi, nếu tiền bạc là tội lỗi, thì lát nữa sau buổi nhóm, quý vị, những ai cảm thấy rằng tội lỗi nằm ở trong tiền bạc quý vị đó, hãy chuyển khoản hết chỗ hội thánh của Chúa. Nha, chúng tôi sẽ để lại cái số tài khoản của hội thánh để quý vị chuyển hết tất cả của cải tài sản của quý vị vào trong đó. Tại vì nó khiến cho quý vị phạm tội xa cách Chúa. Vấn đề tiền bạc nó không phải là tội lỗi quý mài chị em. Tội lỗi nằm ở trong cái lòng tham lam con người của chúng ta quý mài chị em. Chúng ta sẽ thấy được lý do tại sao mà cái người trẻ ở đây phải bỏ đi và buồn bực. Là bởi vì cớ người đó bị của cải nó chiếm hữu mình, chứ không phải rằng là mình đang chiếm hữu, đang sở hữu tài sản. Có những người ngày hôm nay họ giàu có, họ có đầy đủ tất cả mọi thứ ở trên thế giới này, có quyền lực, hô phong hoán vũ, một tay che cả bầu trời, không có cái gì là không thiếu cả. Nhưng họ không nghĩ rằng những điều đó đang chiếm hữu họ. Và thiên đàng không có tên của họ ở trong đó. Và quý ông bà chị em ơi, chúng ta là người theo Chúa. Chúng ta cần phải khám phá ra những nguyên tắc thuộc linh ở trong lời của Chúa để chúng ta hưởng được cái sự phước hạnh thật của Chúa ban chúng ta. Người có Chúa có một cái đặc quyền ở trong Chúa Jesus Christ, đó là chúng ta được nhận lãnh tất cả mọi thứ phước thiêng liêng ở trong các nơi trên trời. Mọi thứ phước thiêng liêng tức là phước về thuộc linh cũng như là phước về thuộc thể. Và để chúng ta được trở nên giàu có ở trong đời sống đời này thì chúng ta cần phải là người giàu có ở trong Đức Chúa Trời. Ở trong Chúa thì cái sự giàu có nó phải xuất phát từ trong tâm linh của một người trước hết. Rồi sau đó từ cái sự giàu có trong tâm linh đó, Chúa sẽ khiến cho người đó được trở nên giàu có trong thuộc thể. Còn đối với lại nguyên tắc của thế gian, để trở nên giàu có thì mình phải giàu có ở trong thuộc thể trước, rồi sau đó gặp bế tắc, nan đề gì đó, rồi thì mới tìm đến với thần thánh và tâm linh. Đây là một cái nguyên tắc nó ngược lại với thế gian ngày hôm nay quý mà chèn. Chúng ta cần phải đọc lời của Chúa và khám phá ra những nguyên tắc của Chúa để chúng ta có thể có được sự giàu có một cách trọn vẹn. Bởi vì có nhiều người giàu ở trên thế gian ngày hôm nay, họ vẫn sống một cuộc sống nghèo khổ ở trong mắt của Đức Chúa Trời. Và chúng ta là người của Chúa, chúng ta cần hãy sống để chúng ta
xứng đáng với vị trí của con vua trời. Chúng ta là những người giàu có từ trong, thuộc linh cho đến thuộc thể. Trong mắt của Đức Chúa Trời, Ngài nhìn thấy chúng ta đều là những hoàng tử, là những công nương của Đức Chúa Trời. Amen không quý mài cho em? Và là công nương, là hoàng tử, là người đại diện của Chúa trên đất này. Quý vị sẽ muốn mặc áo rách hay là muốn mặc áo tươm tất để mà cha của mình được vinh hiển? À, vest. Tôi không hiểu có một số người họ có quan điểm thế nào. Họ cho rằng là mình đến với hội thánh của Chúa, mình cứ mặc đồ bình thường. À, mình mặc đồ bộ, thậm chí có người mặc đồ ngủ đến hội thánh của Chúa, thờ phượng Chúa. Hỏi tại sao mà anh chị lại bận cái đồ thế ấy vào trong nhà của Chúa? Ủa sư biết không? Cái ông nhà nghèo á, Lazarơ đó, ông mỗi ngày ông ăn mặc rách rưới, ông ngồi ở phía trước cửa nhà người giàu. Đó vậy mà Chúa thương, Chúa đem vào trong thiên đàng. Cho nên là bây giờ tôi mặc đồ giống y như là Lazarơ vào trong hội thánh của Chúa để được Chúa thương. Để đến cuối cùng tôi được vào trong thiên đàng. Tôi nói ôi Chúa ơi, sao mà ở đâu, học ở đâu mà có cái quan điểm như vậy? Quý vị biết rằng là ngày hôm nay đó, ở trước những cái ngôi chùa đều có ghi một cái bảng hiệu, đó là cấm không được ăn mặc hở hang vào trong nơi tôn nghiêm. Có những cô gái họ đi khấn vái ở trong chùa đó, mặc váy ngắn hoặc là mặc áo mà ba lỗ, mặc áo mà thiếu vải đó, bị đuổi ra khỏi chùa liền, bị đuổi ra liền. Tôi thấy những hình ảnh đó và tôi đau lòng cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay quý mài cho em. Hội thánh của Chúa chẳng lẽ không bằng với lại trong những cái ngôi chùa như vậy sao? Ở trong chùa là cái nơi mà chúng ta nhìn ở trong lời của Chúa đó, cái nơi ô uế, cái nơi của ma quỷ nó ở. Vậy đó mà người ta còn không cho phép ăn bận hở hang, không cho phép ăn bận là mất lịch sự, rồi ăn mặc rách rưới vào trong đó. Vậy đó mà có nhiều con cái Chúa họ ăn bận hở hang, thậm chí là ăn bận xề xòa, mặc đồ ngủ vào trong hội thánh của Chúa. Ở đây tôi không có nghiêm khắc đâu quý mài cho em, nhưng mà tôi đang nói để cho chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải sống đúng tầm mức với lời của Chúa. Amen. Hội thánh của Chúa cần phải là nơi mà chúng ta phải có sự tôn kính Chúa. Và khi chúng ta tôn kính Chúa thì chúng ta cũng có sự tôn trọng lẫn nhau. Lý do tại sao mà tôi phải ăn bận lịch sự như thế này, đó là để tôi bày tỏ cái sự tôn trọng đối với người nhìn là quý vị. Một người ăn bận lịch sự đó là một người biết tôn trọng người khác. Và người ta sẽ đánh giá rằng là Chúa của tôi thật sự là đấng rất là nghiêm túc và đáng trang nghiêm. Amen. Như vậy thì cái sự thể hiện của chúng ta qua lời nói, qua việc làm, qua cách sống của chúng ta, nó sẽ ảnh hưởng đến danh của Chúa. Xin Chúa hãy thay đổi chúng ta để chúng ta sẽ có một lối sống mới ở trong Chúa. Amen. Những ai chúng ta chưa có đồ mới ở trong tháng này, tôi cầu nguyện xin Chúa ngài cho quý vị có đồ mới. Những ai chúng ta chưa có áo vest để bận, tôi cầu nguyện xin Chúa ngài cho quý vị có áo vest. Để khi mà buổi sáng Chủ nhật quý vị bước chân vào trong hội thánh thờ phượng Chúa đó, người ta sẽ tôn trọng Chúa của chúng ta. Ta nói ra, ủa, Chúa của mấy người này sao mà sang quá, sáng Chủ nhật không biết đi đâu mà ăn bận, ai cũng ăn bận lịch sự hết. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có một đời sống thật sự được phước. Không phải chỉ bên ngoài mà thôi, nhưng mà chúng ta cũng được phước từ bên trong tâm linh của chúng ta. Amen không quý mài cho em? Dạ, cảm ơn Chúa, Chúa thật là tuyệt vời. Rồi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 23 cho đến 24, Chúa Giê-xu ngài phán với các môn đồ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Và thế là các môn đồ họ nói rằng: Chúa ơi, những cái điều này khó quá. Vậy thì ai được rỗi, tức là ai được cứu đấy? Ý của họ hiểu được cái lời của Chúa nói ở đây, đó là cái người giàu đó không được vào nước thiên đàng, tức là không được cứu rỗi đó. Ai được cứu đấy? Thì Chúa Giê-xu ngài nói rằng là điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Ở đây có một cái nguyên tắc rất là quan trọng mà tôi khám phá ở trong cái câu chuyện này, đó là trước khi mà Đức Chúa Trời ngài cất nhắc một người vào trong một cái vị trí
giàu có, thịnh vượng và có tầm ảnh hưởng cho nhiều người khác, thì Chúa Ngài sẽ lột trần cái người đó, để người đó trở nên con số không ở trước mặt Chúa, để người đó có thể dễ dàng đầu phục Chúa và vâng theo ý của Chúa. Còn nếu mà người đó không đầu phục Chúa, không có sự dễ dàng để vâng theo lời của Chúa đó, thì Chúa khó mà có thể cất nhắc vào trong cái vị trí đó lắm. Bởi vì nếu mà họ ngồi trong cái vị trí đó rồi đó, mà đầu của họ vẫn còn cứng, cái cổ họ vẫn còn cứng, Chúa phán cái gì họ không nghe, thì coi như là người đó và những người xung quanh người đó cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu. Cho nên lý do trước khi tại sao mà Chúa Ngài ban phước cho một người, thì Chúa Ngài dường như hạ họ xuống, để họ trở về con số 0, không còn cái gì hết. Và khi mà họ không còn gì hết, thì lúc đó Chúa bắt đầu sử dụng họ và dẫn họ vào trong sự hứa của Chúa dễ dàng hơn. Chúng ta thấy được cái nguyên tắc này được thể hiện rất là rõ ở trong những đời sống của những tổ phụ đức tin của chúng ta. Thứ nhất, đó là Joseph. Joseph là một người rất là giàu có, đúng không, quý mài chị em? Nhưng mà trước khi ông trở thành một người giàu có, thì vào năm 17 tuổi, Joseph đã nằm chiêm bao, hai cái chiêm bao. Thấy hai cái chiêm bao đó là mình sẽ trở thành một người rất là được phước. Thậm chí là anh em của mình, cha mẹ của mình đều sẽ quỳ xuống để mà bái lại mình nữa. Và khi Joseph chia sẻ ra cái chiêm bao, cái ước mơ, cái khải tượng và sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của mình như vậy, và ông rất là hào hứng. Tôi có thể tưởng tượng trong cái ngày hôm đó, Joseph ông rất là hào hứng chia sẻ ra cho mọi người. Nhưng mà qua vài ngày sau thì ông mở mắt ra, ông thấy mình nằm ở dưới hố. Quý vị thấy không? Cái công việc của Chúa lạ lắm quý mà xem, cái chương trình của Chúa nó lạ lắm. Đôi khi chúng ta được Chúa ban cho sự kêu gọi, đôi khi Chúa sức giàu chúng ta, đôi khi Chúa Ngài hứa với chúng ta một lời nào đó trong lời của Chúa, và chúng ta amen với lời đó. Ô, chúng ta rất là hào hứng, phấn khởi lắm. Con sẽ trở thành nguồn phước của Chúa, con sẽ ở đằng đầu chứ không phải đằng đuôi. Con sẽ trở nên giàu có thịnh vượng, gia đình, cha mẹ, anh chị em của con sẽ phải nể trọng con, bởi vì cái sự giàu có Chúa ban cho con. Nhưng thình lình không lâu sau, chúng ta mở mắt ra và thấy mình bị phá sản. Mở mắt ra thấy mình bị đi xuống cùng cực. Mở mắt ra thấy dường như mọi sự nó đi ngược lại với cái khải tượng của chúng ta. Vừa rồi thì có một người chị em nói với tôi như thế này: mục sư ơi, lúc trước á, có một mục sư kia đầy ơn lắm, ông nói tiên tri với em, con sau này sẽ trở thành mẹ của dân tộc của con luôn, con sẽ trở nên một người rất là giàu có và được phước, con sẽ trở thành một triệu phú, không ai giàu bằng con hết. Ồ, cái người chị em đó amen và khóc tan vỡ, té ngã xuống trong quyền năng của Chúa và tiếp nhận cái lời tiên tri đó. Qua vài bữa sau thì cái người chị em này bị vỡ nợ hàng chục tỷ, giang hồ ở các tỉnh miền cao dí chạy trốn, bán mạng luôn, phải vào trong ruộng trong rẫy để mà sống ẩn nấp ở trong đó. Và trong khi mà trốn ở trong cái ruộng rẫy như vậy đó quý vị, thì bắt đầu tìm cầu Chúa: Chúa ơi, sao kỳ vậy Chúa? Ông mục sư đó, ông đầy ơn đó, ông nói tiên tri đâu là đúng đó, mà tại sao đến lượt con mà con lại bị như thế thảm như thế này? Bắt đầu tìm kiếm mục sư này, mục sư kia, kiếm mục sư trương quý, mà mục sư trương quý cũng không trả lời con máy. Thế là bắt đầu, còn mục sư Trương Anh Tuấn. Thế là kiên ngang cầu nguyện 3 ngày quý vị, kiên ngang cầu nguyện 3 ngày để tìm xem có phải mục sư Trương Anh Tuấn là người giúp đỡ cho em không? Cảm ơn Chúa là sau đó thì gọi được cho tôi và tôi tiếp xúc với người này. Tôi cầu nguyện cho người chị em này. Tôi cũng chẳng biết hoàn cảnh của người chị em đó như thế nào hết. Cho đến mãi tận bây giờ thì tôi nghe lời người chị em này làm chứng rằng là: mục sư biết không, sau khi mà tôi gặp mục sư xong đó, là 3 tháng sau Chúa Ngài phục hồi và Chúa Ngài khiến cho tôi trở về thành phố tôi sống. Chứ tôi không còn phải trốn chui trốn nhủi ở trong ruộng, trong rẫy, ở trong rừng, trong núi nữa. Và cảm ơn Chúa rằng là bây giờ thì người cha em này bắt đầu trở thành một người đại gia và sắp sửa trở thành một người triệu phú. Và tôi khám phá ra được ở trong cuộc đời của người này cái nguyên tắc của Chúa, đó là trước khi mà Chúa Ngài ban phước cho mọi đó thì Chúa hạ người đó xuống. Giống như thời của David vậy đó quý vị. Khi mà David được sức giàu, được Samuel sức giàu cho làm vua, tôi có thể cảm nhận được cái tâm trạng của David, đúng không ạ? Ồ, một tiên tri vĩ đại của Chúa sức giàu cho mình, mình làm vua, hallelujah, mình làm vua. Nhưng mà qua mấy bữa sau, Sau lơ tìm cách giết mình. Quý vị thấy không?
Ngày hôm nay cũng nhiều con cây Chúa, thậm chí là nhiều tôi tới Chúa cũng bị rơi vào trong cái chỗ này. Mình không hiểu nguyên tắc của Chúa. Cho nên có nhiều người họ bỏ chức vụ, họ bỏ cái sự kêu gọi của Chúa, bởi vì họ không hiểu nguyên tắc của Chúa. Đó là trước khi mà Chúa ban phước cho mình thì mình phải trải qua cái trường huấn nhục. Cái sự huấn nhục đó quý vị, ở trong quân đội gọi là huấn nhục, tức là mình phải trải qua cái sự nhịn nhục và chịu khó. Ở trong Hebrew đoạn số 10, chúng ta sẽ thấy được nguyên tắc này. Lời của Chúa nó rất là rõ ràng về cái sự huấn nhục của Chúa. Câu số 36, Hebrew đoạn 10 câu 36: vì anh em cần phải nhịn nhục hầu cho khi đã làm theo ý muốn của trời rồi thì được như lời đã hứa cho mình. Quý vị thấy không ạ? Chúng ta phải trải qua một cái thời kỳ làm theo ý muốn của Chúa một cách nhịn nhục thì chúng ta sẽ nhận được cái lời Chúa hứa cho mình. Chứ không phải là Chúa hứa một cái là qua ngày mai Chúa làm liền, qua Chúa hứa một cái là qua năm sau làm liền. Nhưng mà Chúa hứa thì nó sẽ có một cái tiến trình, một cái thời kỳ để chúng ta có thể bước vào trong lời hứa đó. Cũng như trong thời của Abraham, trước khi mà có Gia-cốp, trước khi có Joseph, thì Chúa đã nói trước rằng là dòng dõi ngươi sau này sẽ làm tôi mọi trong cái xứ đó 430 năm, thì sau đó ta sẽ giải cứu và thương xót họ, đem họ vào trong xứ hứa. Đó là lời hứa mà Chúa hứa với Abraham. Và trước khi dân Israel họ bước vào trong xứ hứa thì họ phải trải qua rất là nhiều cái gian khổ. Chúa hạ họ xuống, họ phải làm nô lệ, họ phải đi lang thang trong đồng vắng 40 năm trước khi họ trở thành một dân tộc giàu có và thịnh vượng bậc nhất ở trong thời bây giờ. Cho nên tôi có thể tôi đang chia sẻ lời của Chúa cho những đại gia tương lai, cho những triệu phú tương lai. Amen. Quý vị có thể đó, mục sư Trương Tấn chắc giảng cho ai đó ở trên mạng online. Không có đâu quý vị đó, người đó là quý vị đó. Ngày xưa khi mà tôi nghe những cái lời tương tự giống như vậy đó, tôi cũng cười giống quý vị vậy đó. Ồ, chắc cái bà mục sư đó, bà nói tiên tri cho ai đó, chứ phải nói cho mình. Và lời của Chúa cũng ứng nghiệm với tôi cũng giống như vậy đó quý vị. Khi mới học trường Cửa Thánh xong, học xong 2 năm, tôi gặp vợ tôi. Ồ, tôi rất là được phước và thỏa lòng lắm. Tôi cảm ơn Chúa vì những lời hứa mà Chúa hứa với mình ở trong trường Cửa Thánh đó, là nó sẽ ứng nghiệm, nó sẽ thành sự thật. Nhưng mà khi mà tôi cưới vợ xong, hai vợ chồng chúng tôi hầu về Chúa, Chúa đem chúng tôi vào trong cái trường huấn luyện là không có một xu nào dính túi trong những năm đầu mà chúng tôi theo Chúa. Nó khổ đến nỗi mà chúng tôi một tháng chỉ có vài trăm ngàn để mà sống. Nhưng mà tại Chúa trong cái đồng vắng như vậy, chúng tôi vẫn thấy có mana, có nước uống, có chim cút Chúa đem đến. Thời gian đó tôi và thậm chí vợ tôi cũng không có hiểu được cái chương trình của Chúa. Nói, tại sao Chúa ơi, Chúa hứa với con rất là nhiều, nhưng mà tại sao chúng con lại khổ như thế này? Thậm chí Chúa khiến cho có những người họ cũng thương xót và họ giúp đỡ chúng tôi. Vợ tôi cảm thấy xấu hổ khi mà phải nhận những đồng tiền dân hiến như vậy. Tôi nói với vợ tôi rằng là em ơi, Chúa có chương trình của Chúa. 5 phút nghèo thôi, nhưng mà sau này chúng ta sẽ giàu có trọn đời. Anh tin rằng sau này Chúa sẽ ban phước cho mình ăn mà không hết. Ăn mà thịt nó lòi ra lòi mũi luôn. Không, dân Israel nó họ ăn lòi ra mũi là họ chết luôn quý vị. Tức là họ không tin rằng là có thời kỳ họ ăn thịt mà ê hề. Và Chúa khiến cho họ ăn đến lòi ra lòi mũi. Nhưng mà tôi tin rằng là vợ chồng chúng tôi sẽ ăn đến nỗi mà không lòi ra mũi đâu. Ăn mà ói ra thôi chứ không có lòi ra mũi là chết rồi. Chúa có thể khiến cho một người từ nghèo khổ trở thành một người giàu có. Amen. Nhưng mà chúng ta phải trải qua cái tiến trình của sự thử luyện. Cái tiến trình đó được chép ở trong sách Thi Thiên đoạn 105 câu 17 cho đến câu 19. Đây là tiến trình mà Joseph đã trải qua. Ngài sai một người đi trước Israel là Joseph bị bán làm tôi mồi. Người ta cột chân người vào cùm, làm cho người bị còng xiềng cho đến ngày điều người nói đã được ứng nghiệm. Lời của Đức Giê-hô-va rèn thử người. Quý vị thấy không? Phải có một cái thời kỳ để được thử luyện. Để rồi khi mà thử luyện xong rồi thì lời của Chúa bắt đầu ứng nghiệm cho đời sống của người đó. Chứ không phải là nói ra một cái là ứng nghiệm liền. Cho nên những anh chị em nào được những mục sư, những tôi tới Chúa cầu nguyện cho mình, được đặt tay sức dầu, được nhận những lời tiên tri,
Nhưng bây giờ chúng ta phải ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, chịu khổ, túng thiếu, thì quý ông bà chị em đừng có ngã lòng. Nhưng mà phải biết một điều rằng là mình đang ở trong cái tiến trình của sự thử luyện. Có thể bây giờ mình thấy cái tay chân của mình đang bị còng xiềng ở trong nợ nần. Mình phải ở trong một cái hoàn cảnh phải chịu đựng khốn khổ. Đừng nghi ngờ lời hứa của Chúa quý ông bà chị em. Nhưng phải mở mắt ra và thấy được cái tay của Chúa hành động theo cách mà mình không tưởng được. Để quý vị sau khi mà trải qua cái sự thử luyện rồi, quý vị sẽ ngồi ở trên cái vị trí đó một cách lâu bền và bền vững. Có những người họ được phước của Chúa, được giàu có, thịnh vượng rồi, nhưng mà họ quên mất Chúa lại. Và thế là Chúa Ngài rút cánh tay của Ngài ra và ma quỷ nó hợp pháp, nó ảnh hưởng trên gia tài của cải tài sản của người đó. Bởi vì người đó không biết cách giữ những gì Chúa ban cho. Chúa muốn cho chúng ta có thể giữ được những sự giàu có, thịnh vượng, thành công một cách lâu dài về sau này. Và trước đó Chúa Ngài huấn luyện chúng ta. Chúa huấn luyện chúng ta trở thành những con người được phước của Chúa một cách bền lâu. Ở trong thời gian qua thì tôi đi mua thuộc và tôi gặp những anh chị em đại gia. Mà đại gia tương lai đó chứ không phải đại gia trong hiện tại. Có người anh em kia họ làm chứng với tôi như thế này: mục sư ơi, em nợ mấy tỷ mà em nợ những con cái Chúa trong hội thánh. Và khi mà nợ như vậy thì họ đòi, họ điện thoại họ đòi. Người kia cả 10 anh em họ điện thoại họ đòi nợ em. Bây giờ em không có một xu dính túi để mà trả cho họ. Mà em không phải là một người muốn giật hay là muốn quỵt tiền của họ. Và thế là em kiên ngang em cầu nguyện với Chúa. Và người đồng bào quý vị, họ kiên ngang rất nghiêm túc. Tức là họ bỏ luôn điện thoại, họ không có nhắn tin, không có sử dụng internet gì trong những ngày đó hết. Cái người anh em này cứ kiên ngang cầu nguyện tìm kiếm Chúa, khóc la với Chúa: Chúa ơi, con khổ quá Chúa ơi, con không phải là người muốn quỵt nợ, nhưng mà con muốn Chúa cái trả nợ cho con. Mà bây giờ 10 người này họ tìm đến với con, họ hăm dọa, họ làm dữ quá. Xin Chúa Ngài thương xót và giơ cái tay của Ngài ra để giải cứu con ra khỏi cái hoàn cảnh này. Và sau này con có tiền thì con sẽ trả lại cho họ, chứ con không có quỵt họ. Kiên ngang cầu nguyện vài ngày xong, người đầu tiên đến: bây giờ mày trả nợ cho tao không? Kêu mày tao luôn chứ không kêu anh em gì nữa. Bây giờ mấy tỷ mà bây giờ mày nói là ngày này ngày kia đập bàn đập ghế dữ dằn lắm. Cái người anh em kia cậy ơn của Chúa, cứ mềm mại khiêm nhường nói chuyện một hồi. 5 phút sau, Chúa cảm hóa cái tấm lòng của người đòi nợ đó, hạ xuống khóc, nói: anh ơi, bây giờ em đã làm lỗi với anh quá, em phạm tội quá, em nói chuyện với anh em thấy em là một người có tội, xin anh hãy cầu nguyện cho em với, để em không có mất linh hồn của em. Cầu nguyện ngay tại chỗ, người này vui vẻ nói: à, cứ từ từ đi, từ từ chừng nào có trả cho anh cũng được hết. Được, em cầu nguyện như vậy là anh quý lắm rồi. Người đầu tiên xong, đến người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười, y như vậy luôn. Người nào người đấy mới tới cũng hùng hổ lắm, đập bàn đập ghế xưng mày tao đó, bây giờ mày mà không trả tao ủi sập nhà mày, mày mà trả không. Ai cũng thái độ như vậy hết, nhưng mà đến cuối cùng đều khóc và nhờ cái người anh em này cầu nguyện. Có một người chứng kiến và đứng đó cười, tại vì cái nhà người đó mà cái người anh em kia nợ quá, đâu có nhà để ở đâu. Thế là ở cái nhà người này, cái người này nhìn thấy cảnh 10 người kia đều khóc ở trước mặt cái người có nợ này, cười luôn, tưởng là mình đang xem phim hay. Nhưng mà phim này phim có thật quý vị. Và người này làm chứng với tôi rằng là: mục sư biết không, khi mà mình không còn cái gì để bám víu được, lúc đó Chúa là tất cả của mình. Lúc đó là mình chỉ có biết kiên ăn cầu nguyện khóc lóc với Chúa thôi, chứ không còn mà chạy đường này đường kia hay là ai giúp mình hết đó. Có một cái thời kỳ mà Chúa hạ xuống đến nỗi mà em không còn biết bám vô ai hết đó. Em bám vô ai là người ta cũng đẩy mình ra hết, người ta cũng đạp mình ra hết. Tại vì sao? Sợ bám vô đó là mình chết chung với họ. Tạ ơn Chúa cái lúc mà không còn đường để bám nữa quý vị. Bám lấy Chúa đó, Chúa làm phép lạ lắm. Và bây giờ cái người anh em đó sắp sửa trở thành đại gia.
Cảm ơn Chúa, có những đại gia mà Chúa làm cho lạ lùng lắm quý vị. Từ nợ nần, nghèo thiếu, không còn gì để mất hết. Không có mồng tơi để mà rớt. Thì bây giờ Chúa khiến cho mồng tơi mọc lên và bắt đầu trở thành đại gia bán mồng tơi. Nghe có chuyện không thể tin được quý mà cho em, không thể tin được. Thật sự trước mặt Chúa tôi không có nói dối. Tôi phải đi giúp đỡ cho họ. Và tôi phải cầu nguyện cho họ, thậm chí họ bỏ tiền vé bay cho tôi. Một tháng có thể là vài chục triệu là bình thường. Họ nói lạ lắm, có mặt mục sư cầu nguyện, tự nhiên em được phước. Cái tiền vé của mục sư mấy triệu á, nhầm nhò gì mục sư. Chú ban phước cho em gấp đôi, gấp bội phần, gấp chục lần hơn. Ồ vậy hả? Ồ cảm ơn Chúa. Và một tháng thì tôi đi đi phục vụ Chúa khắp nơi. Tôi tổng cộng hết tất cả các chuyến bay của tôi là khoảng chừng 6.000 cây số. Có những tuần lễ tôi giảng xong ngày Chủ nhật là qua thứ hai tôi đi. Đi đến thứ bảy tôi về, tôi giảng ngày Chủ nhật thôi. Có những chuyến bay mà tôi đi đến cái chỗ đó có 24 giờ đồng hồ thôi. Tức là chiều hôm trước đến chiều hôm nay là tôi phải về. Và phải đi như vậy đó quý vị. Nhiều khi mệt đuối lắm nhưng mà cầu nguyện cho họ, họ được phước và họ thỏa lòng. Cho nên những cái sứ điệp này nó dường như đến cho tôi trong lúc mà tôi trên mây chứ không phải là ở dưới đất này. Tôi đi trên máy bay tôi nói mấy em thương thầy thì mấy em đừng có mà phiền thầy như vậy. Cho thầy ở nhà, thầy còn ở với vợ con thầy. Nhưng mà mấy em nó nói rằng là mục sư cố gắng mục sư. Tụi em cần mục sư. Và tôi qua đó tôi thấy rằng là lời của Chúa thật sự có ích lợi dành cho tất cả mọi người chúng ta quý mài chị. Ai biết được có ai đó đang cần những lời này. Có thể khi mà chúng ta thuận thời, chúng ta thấy lời của Chúa dường như là nó không phải là cái điều mà chúng ta cần nhất. Nhưng đến khi chúng ta rơi vào trong cái chỗ bế tắc, lời của Chúa rất là cần. Tôi lạ lắm, tôi thấy cánh tay của Chúa hành động lạ lắm quý mài chị em. Có những khi mình cầu nguyện chúc phước đơn giản thôi, họ được phước thật sự. Tôi không có đồng xu nào để mà trả nợ cho mấy tỷ của họ. Chứ đừng nói chi là mấy chục tỷ. Nhưng mà lạ lắm, cầu nguyện xong Chúa ban phước cho họ qua người này qua người kia. Đó là lý do tại sao mà Chúa khiến cho cái người Lê Vi không có sản nghiệp gì giữa vòng các chi phái khác. Để cho những chi phái khác, họ phải chúc phước lại cho chi phái Lê Vi. Nếu mà Chúa ban phước cho tôi có công việc kinh doanh mà phát triển, phát đạt đó, tôi sẽ không có thời gian để tôi cầu nguyện chúc phước cho dân sự của Chúa. Tôi không có thời gian để đi đến người này người kia thăm viếng họ. Và tôi phải lo cái công việc của tôi. Nhưng mà Chúa ngài cho tôi được hầu vì Chúa chọn thời gian để thành nguồn phước trọn vẹn cho tất cả con dân của Chúa. Và tôi tin rằng là Chúa không bỏ tôi. Chúa không bỏ tôi. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là người giàu có họ vẫn có thể vào trong thiên đàng. Nhưng mà với điều kiện đó là họ phải tin và họ phải vâng phục để làm theo những nguyên tắc, luật lệ, lời của Chúa. Ở trong Tân Ước cũng có những người giàu, họ tin Chúa. Tôi ví dụ như là Sa-chê. Kinh Thánh nói rằng là Sa-chê là người giàu có nhất vùng đó. Chúng ta có thể tưởng tượng là trong thành phố Hồ Chí Minh, Sa-chê là cái người giàu nhất ở thành phố Hồ Chí Minh này. Tại vì Kinh Thánh nói mà, ông làm đầu trong những người giàu có ở thành Giê-đi-cô. Giàu lắm, giàu nhất luôn. Nhưng mà Sa-chê đã nhận biết Chúa và mời Chúa bước vào trong nhà của mình. Và người đó được cứu rỗi. Quý vị thấy không? Sa-chê nói rằng là nếu mà tôi có làm hại ai sau này tôi sẽ đền cho gấp 4 lần. Và tôi sẽ bán hết nửa gia tài của tôi để mà chia cho những người nghèo. Quý vị thấy không ạ? Một người giàu có muốn vào thiên đàng thì có một tấm lòng mở ra với Chúa. Sẵn sàng làm theo tất cả những gì mà Chúa đòi hỏi. Thậm chí làm hơn thế nữa. Làm hơn thế nữa quý mà chết. Người đó không có tiếc tiền, không có tiếc tài sản. Tôi xin lỗi, ở trong những cái bài chia sẻ của tôi đó thì đôi khi tôi nói thẳng, nói thật. Cho nên có những anh chị em cảm thấy không hài lòng. Nhưng mà tôi nói thẳng trước mặt Chúa rằng là tôi không có phải nói quý vị hay bất cứ con người nào. Nhưng mà tôi đang nói một cách chân thành ở trước mặt Đức Chúa Trời rằng khi chúng ta muốn được vào nước của Chúa thì chúng ta cần phải làm đúng theo lời của Chúa. Trước mặt Chúa không có vị nể ai hết. Không phải là Chúa tây vị quý vị là những người giàu có.
Chúa không có thiên vị ai hết, không thiên vị người giàu cũng như không tây vị người nghèo. Nhưng mà Chúa Ngài nhìn biết cái gì ở trong lòng của chúng ta, cái điều gì nó ngăn trở chúng ta vào thiên đàng. Cho nên Chúa đôi khi Chúa nói thẳng với người giàu rằng ngươi không vào thiên đàng được bởi vì cớ cái điều này nó còn cầm giữ ngươi. Và khi mà Chúa nói không vào được thiên đàng rồi, đó có nghĩa là sao? Người đó đi xuống địa ngục, đúng không? Người Công giáo họ tin rằng là một người tin Chúa, tin Chúa ở trong hội thánh rồi đó, người đó bây giờ có bỏ Chúa rồi, không đi nhóm thờ vượng Chúa, không đọc lời của Chúa, không cầu nguyện với Chúa nữa, người đó chết, người đó vẫn vào thiên đàng. Nhưng mà phải qua một cái giai đoạn chuyển tiếp, đó là ở trong lò luyện ngục. Lò luyện ngục tức là sao? Là cái nơi mà người tin Chúa mà sống mà không có đàng hoàng trước mặt Chúa đó, không vâng giữ lời của Chúa, không vâng theo điều răn của Chúa đó, cái người đó sẽ xuống ở đó bị đốt bao nhiêu năm ở đó, một thời gian xong rồi đốt cháy thui rồi đó, thì Chúa đem vào trong thiên đàng, tức là được cứu dường như qua lửa theo lời của Chúa. Thì Công giáo họ nói như vậy, họ nói rằng là Chúa Giêsu cũng nói rằng là ai phạm đến tội, ai nó phạm đến Đức Thánh Linh đó, thì dầu về đời này hoặc là về đời sau cũng không được tha. Họ nói rằng là đời sau tức là sao? Đó, cái lò địa ngục đó, cái lò địa ngục đó, đời sau đó, tức là trong đời sau vẫn còn có sự tha thứ. Và tôi nói, cái điều này nguy hiểm quá. Nếu mà giảng như vậy đó, người ta muốn được vào thiên đàng dễ lắm, vào hội thánh của Chúa, cầu nguyện tin Chúa một cái bạc amen xong là rồi, bây giờ đi đâu cũng được hết, nhảy đầm sống thoải mái, ok rồi chết mà mục sư đến làm phép cho tin Chúa trở lại rồi vào thiên đàng. Nếu mà giảng như vậy, đúng vậy, hội thánh ngày chủ nhật không có ai đi nhóm thờ của Chúa hết, đúng không? Tin Chúa được cứu rồi dễ quá. Nếu mà như vậy đó là hội thánh tan nát hết quý mà chị em. Có một người điện thoại hỏi thăm tôi, nói mục sư, em nghe nói rằng là mình giết người cũng được vào thiên đàng, mà em đang bực cái thằng kia, bây giờ mục sư nghĩ sao? Bây giờ nếu mà Chúa nói rằng là giết người được vào thiên đàng á, em xin phép Chúa và xin phép mục sư, em mà giao em đi xử lý đó. Ê, tôi nói, khoan, em đừng có làm liều nha bạn á, em nghe đâu vậy? Em nghe đâu nói rằng là giết người được vào thiên đàng? Cái người đó nói rằng là, mục sư, lời của Chúa nó rõ ràng ở trong Khải Huyền đoạn số 22 câu số 15 nói rằng là những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Đây mục sư, người đó được vào thiên đàng nhưng mà không được vào thành, người đó ở ngoài thành. Nói, ủa, chỗ nào nói là ở ngoài thành được cứu? Em đọc ngược lại ở trong đoạn 21 nha, Khải Huyền đoạn 21 câu số 8. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm cái nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Đây là cái phân đoạn thánh được chép ở trong trời mới đất mới. Như vậy thì ở ngoài thành là cái sự chết thứ hai. Vậy hả? Ồ, cảm ơn mục sư nha, xém nữa em giết người kia rồi. Thật đó quý vị, gọi cho tôi ngay khi mà tôi đang đi công việc. Tôi nói, ồ, nguy hiểm quá. Nếu con cây Chúa không được làm rõ lời của Chúa đó quý vị, sẽ có án mạng xảy ra. Sẽ có những gia đình đổ nát bởi vì ông chồng sẽ đi với bà khác. Rồi bà vợ sẽ đi với ông khác. Mà vẫn được cứu, vẫn nghĩ rằng mình được cứu. Quý mà cha em ơi, xin Chúa có giúp đỡ chúng ta để chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải sống vâng theo đúng lời của Chúa. Chúa Giêsu nói rằng là ai giữ những điều răn này và làm theo thì sẽ được xưng là lớn ở trong nước thiên đàng. Còn ai bỏ một điều cực nhỏ thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Tôi thà tôi giữ những điều nhỏ như vậy đó mà tôi được xưng là lớn ở trong thiên đàng hơn là tôi bỏ. Quý vị ơi, đừng bỏ lời của Chúa. Hoặc đừng thêm chi vào lời của Ngài, bởi vì Chúa sẽ bắt tội chúng ta là nói dối. Có 10 điều mà một người giàu có cần phải nhớ để làm theo ý muốn của Chúa, để muốn sống đẹp lòng Chúa. Thứ nhất đó là phải sống hạ mình nhận biết Chúa. Tôi có được ngày hôm nay đó là nhờ ơn mà Chúa ban cho. Chứ không phải rằng là bàn tay ta làm ra tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm.
Tôi đã từng chứng kiến có những người họ cũng làm nông, họ làm ruộng vất vả lắm, trồng cây. Họ nghĩ rằng là ô, mình có ruộng đất bao la, mình trồng cà phê, tiêu, điều, rồi sầu riêng, tự nhiên tới tháng nó ra trái. Nhưng mà đến khi mà chủ quan như vậy đó, đến tháng nó không ra trái quý bà chị em. Bắt đầu đó, ôi Chúa ơi, con xin lỗi Chúa. Con tưởng rằng là con trồng cây là tự nhiên nó ra trái, tự nhiên mưa nó xuống. Nhưng không ngờ ruộng bên kia nó được mưa, nó cầu nguyện nhờ Chúa được mưa, còn ruộng mình không có mưa. Bắt đầu mới thấy rằng là thật sự Chúa ban phước cho mình nó theo cách của Chúa. Mình mà nhờ cậy Chúa, mình hạ mình ở trước tay của Chúa, thì Chúa sẽ khiến cho có mưa. Và khi có mưa thì cây trái nó bắt đầu ra trái, xum xuê. Không phải là có sức người sổ đá cũng thành cơm đó quý vị. Có những khi người ta làm nông vất vả cả năm luôn nhưng mà cũng không có lợi nhuận. Cho nên nếu Chúa không ban cho thì mình không nhận lãnh được gì hết. Amen. Đây là điều đầu tiên nha quý vị nghe. Hãy khiêm nhường hạ mình rằng là ồ, tài sản con có được, phước hạnh con có được trong tài chánh này, đó là do Chúa ban cho. Điều thứ hai, đó là phải tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm Chúa và làm chủ đời sống mình. Bởi vì nếu không có Chúa thì con sẽ không có gì hết. Không có Chúa thì con cũng không có lúa. Nhưng mà có Chúa thì con sẽ có lúa. Thà con có Chúa trước rồi sau đó con sẽ có lúa. Còn hơn là con có lúa mà bây giờ con lại không nhận biết Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta luôn nhận biết rằng Chúa Giêsu là tất cả cuộc đời của mình. Chúa Giêsu là quan trọng nhất ở trong cuộc đời của mình. Và khi có Chúa rồi thì phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo chúng ta luôn. Điều thứ ba, đó là đầu phục để làm theo mọi lời phán dạy của Chúa. Một người giàu có sẽ nhận biết rằng là mình cần phải làm theo lời của Chúa thì mới làm đẹp lòng Chúa được và mới được vào thiên đàng. Chứ không phải rằng là tôi có thể dùng tiền của tôi để hối lộ thiên đàng. Tôi có thể dùng tiền của tôi để mà tôi đút lót, tôi lo cho cái linh hồn của tôi về đời sau. Đây cũng là điều mà người Công giáo ngày hôm nay họ đang làm, quý mà chứ. Tức là một người Công giáo tin Chúa rồi, chết rồi. Thì những người còn sống á, người ta sẽ lấy tiền của họ để đưa cho cha xứ. Nhờ ông cha xứ, nhờ linh mục á, cầu nguyện cho linh hồn gì đó đó. À, vừa mới chết năm nào, ngày nào đó, cầu nguyện cho người đó để người đó được vào thiên đàng. Đây cũng là một cái hành động hối lộ, chạy trọt, nguy hiểm vô cùng quý mài chàng. Đối với Chúa không có chuyện đó. Chết rồi là mọi cơ hội đều chấm dứt, đều kết thúc hết. Không có cơ hội cho đời sau nữa. Và thứ tư, người giàu không nên kiêu ngạo. Ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 17 cho đến 19 chép thế này. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban một vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, những người giàu ở trong Chúa, chúng ta không nên kiêu ngạo. Không nên kiêu ngạo quý vị nghe. Tại sao Chúa lại nói người giàu đừng cứ kiêu ngạo mà không nói là người nghèo đừng kiêu ngạo? Tôi thấy người nghèo cũng có kiêu ngạo à nha. Tôi thấy có mấy người đi xe đạp người ta mặc vẫn kênh kênh lên nhìn lên dây điện á. Đúng không quý bà chị em? Đâu phải giàu mới kiêu ngạo đâu. Có mấy người họ nghèo mà họ kiêu ngạo bà cố luôn đó. Xin lỗi tôi dùng cái từ nó hơi bình dân một chút để quý vị thấy rằng là cái sự kiêu ngạo là ai cũng có hết. Nhưng mà đối với người giàu đó quý vị, cái sự kiêu ngạo, cái sự cám dỗ và kiêu ngạo nó nhiều hơn. Đúng không ạ? Người nghèo cũng có kiêu ngạo, nhưng mà trong 10 người nghèo thì khoảng chừng tầm 2-3 người thôi. Nhưng mà người giàu đó thì trong 10 người thì có thể tới là 7-8 người. Nhưng mà có những người giàu mà họ hạ mình khiêm nhường thì họ sẽ đẹp lòng Chúa và được Chúa ban phước nhiều hơn. Amen. Và Chúa ban ơn cho người khiêm nhường và chống cự kẻ kiêu ngạo. Điều thứ năm, đó là không hướng về sự tham lam. Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 6 cho đến câu 10 chép rằng là vả sự tín kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng, còn như kẻ muốn nên giàu có ắt xa về sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.
Rồi Hebrew đoạn 13 câu số 5 cho đến câu số 6 chép rằng: chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: ta sẽ chẳng liền ở đâu, chẳng bỏ người đâu. Như vậy chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết, người đời làm chi tôi được. Rồi trong Thiên đoạn thứ 119 câu 36 chép rằng là: xin hãy khiến lòng tôi hướng về chứng cớ Chúa, chớ đừng hướng về sự tham lam. Cái điều mà khiến cho nhiều người giàu ngày hôm nay ở trong thế gian ngày này đó quý mài chèm, họ bị thất bại, họ bị phá sản, họ bị lụng bại bởi vì cớ lòng tham. Lòng tham. Khi mà một cuộc giao dịch nó chỉ ở tầm mức là khoảng chừng tầm mấy tỷ thì mọi sự ok. Nhưng mà khi mà giao dịch lên tới con số 2, con số 0 đằng sau, tức là trên 100 tỷ, bắt đầu lòng người ta khác liền quý mài chèm. Có những đường dây hụi đó, khi mà người ta chơi khoảng chừng vài trăm triệu thôi đó, thì cái người chủ hụi rất là ok, rất là tốt, rất là đàng hoàng, đến tháng là trả. Nhưng mà khi mà chơi hụi mà lên tới hơn 100 tỷ, cái người chủ hụi tham liền. Có nhiều chủ hụi hốt hụi rồi họ đi mất tiêu luôn. Tôi gặp những con cái Chúa họ đã bị bể nợ vì cơ hội chơi hụi, mà chơi ngay đúng cái người chủ xấu. Mà không phải lúc đầu họ xấu đâu quý mà cho em. Họ xấu khi mà họ nhìn thấy cái đồng tiền quá lớn. Họ thấy con số hàng trăm tỷ, bắt đầu họ tham và họ bay mất. Xin Chúa giúp cho chúng ta, con cái Chúa chúng ta không có tham. Amen. Sau này quý vị làm chức nào đó lớn rồi đó, quý vị có chức có quyền rồi đó, đừng có bao giờ tham lam nhà cửa đất đai của người khác. Bởi vì sao? Bởi vì tham thị thâm. Tôi chưa bao giờ tôi thấy người nào tham mà họ giàu có lâu hết. Người đồng bào ở đây đó quý vị, họ sợ bị ăn trộm, sợ bị ăn cướp. Cho nên là trong thời trước đây đó, thì ruộng mỗi người đó đều có cột cái sợi dây ngay cái cây ở phía trước đầu đất của mình đó. Cột cái sợi trắng hoặc sợi đỏ, giống như bùa vậy đó. Và thật sự là khi mà họ cột cái dây đó thì họ niệm ở trong đó, nó nhờ thần núi, thần sông, thần gì đó giữ đất đai cho họ. Có những người họ tham cây trái của những người ở đây, họ vào trong cái ruộng đó, thì người ta kể lại rằng là có những người họ bước vào trong cái ruộng đó họ không ra được luôn quý vị. Thậm chí hái trái sầu riêng, hái có vài ba trái thôi nhưng mà mất trí luôn. Vào trong cái ruộng đó là coi như là không ra được, và phải nhờ chủ của đất á, chủ ruộng đó vào trong đó dẫn ra thì mới ra được. Buổi tối vào trong cái ruộng đó là tới sáng luôn, cứ đi vào vòng không biết được ra. Ta dùng bùa đó quý vị. Rồi có những người họ cướp đất của người đồng bào mà bất chấp luôn. Thì những người mà tham lam đất đai nhà cửa của người đồng bào trên miền núi đó, thì những người đó đa phần đều bị ung thư, bị tai nạn, rồi bị tan nhà nát cửa, ly dị, con cái hoang đàn, và tất cả những cái sự rủa xả nó ập đến ở trên những người tham lam đó. Cho nên tôi thấy rằng là bất cứ một hình thức tham lam nào cũng đều không có kết quả tốt, nhưng mà đều là hậu quả không quý mài chèn. Không riêng gì với người miền cao, nhưng mà ngay cả đối với người miền thấp của chúng ta cũng cần phải sống một cách thanh liêm. Ông bà ngày xưa cũng đã nói rằng là nghèo cho sạch, rách cho thơm nha, chứ đừng cho hôi. Amen. Rách thì chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngài ban cho con có áo lành. Amen. Xin Chúa ngài cho con tháng sau có áo đẹp hơn, áo Việt Tiến, áo Owen để con bận. Amen. Dạ, tôi cầu nguyện xin Chúa ngài cho quý vị chúng ta có một sự thay đổi ở trong đời sống của chúng ta. Ai đang đi xe đạp ở trong hội thánh này, xin Chúa ngài cho chúng ta trong những ngày tới sẽ có xe máy. Amen. Ai có xe máy thì sẽ đi xe tốt nhất để Chúa ngài được vinh hiển. Và mình sẽ không cần phải tham lam ganh tị với người khác. Đừng có tham lam quý mài cho em. Thay vì mình nhìn thấy người ta có iPhone 14, 15 thì bây giờ mình cầu nguyện với Chúa đi: Chúa ơi, xin Chúa cho con có cái iPhone mới giống như cái bạn đó. Chứ đừng có tham. Amen. Cảm ơn Chúa, Chúa thật tuyệt vời. Và điều thứ sáu. Và điều thứ sáu đó là hãy luôn để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, chứ không nương cậy nơi của cải không chắc chắn. Châm ngôn 18 câu 11 cho đến câu 12 chép rằng là: tài vật người giàu ấy là cái thành kiên cố của người, trong ý tưởng người cho nó như là một bức tường cao,
Trước khi sự bại hoại, lòng người vẫn tự cao, song sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng. Vậy thì một người giàu thì sẽ luôn luôn nhờ cậy Chúa chứ không phải nhờ cậy nơi của cải tài sản của mình. Amen. Điều thứ bảy đó là hãy sống ban cho và dâng hiến rời rộng cho công việc nhà Chúa. Điều thứ tám, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mình có để làm theo ý muốn của Chúa. Hãy ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa thì người ấy sẽ được lãnh bộ phận hơn và được hưởng sự sống đời đời. Bây giờ mình ở nhà nhà trọ, nhà thuê, Chúa gọi mình đi, đi dễ nguyên mà chị em? Dễ chứ. Nhưng bắt đầu nhà mà lên tới villa rồi ha, biệt thự rồi đó, hơi khó à nha. Không đi luôn hả? Ờ, công nhận em là một người tín đồ rất là chân thật. Chúa ban phước cho em. Abraham, Isaac và Jacob, họ đều là những người có của cải rất là nhiều đúng không? Nhưng mà họ không bao giờ họ đóng cài một chỗ và định cư vĩnh viễn. Nhưng mà họ luôn luôn đi theo sự kêu gọi của Chúa. Họ luôn luôn dời trại mình để đi theo sự dắt của Chúa quý anh chị em. Xin Chúa ngài cho chúng ta nếu có của cải rồi, tài sản mà lên tới 100 tỷ rồi, hơn nữa rồi, thì xin Chúa ngài cho chúng ta sẵn sàng luôn bước đi theo Chúa. Chứ không phải giống như những người bại liệt thuộc linh khác. Tức là Chúa gọi nhưng mà đi không được. Ngồi ở ghế đó hoài, ngồi mãi luôn, không chịu rời khỏi ghế đó. Sợ mất cái ghế. Xin Chúa ngài cho chúng ta lên chức cao rồi thì chúng ta vẫn có thể sẵn sàng để bước đi theo Chúa. Không có giữ ghế đó. Chúa đã gọi chúng ta rời khỏi ghế đó rồi thì chắc chắn sau này chúng ta sẽ đến cái ghế nó cao hơn quý mài cho em. Amen. Không có một người nào tin Chúa mà bị lỗ sau này hết quý mài cho em. Nếu chúng ta bỏ một, Chúa sẽ ban cho gấp trăm lần hơn. Amen. Cảm ơn Chúa. Và thứ 9, luôn tìm cách để phục vụ Chúa bằng của cải Chúa ban cho mình. Hãy lấy tài vật và huế lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy các vừa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Quý vị thấy không à, một người biết dùng của cải mình để làm vinh hiển danh của Chúa thì Chúa sẽ ban cho gấp bội phần hơn nữa. Chúa là một đấng rất hào phóng quý mài cho em. Chúa rất hào phóng. Chúng ta đãi Chúa một, Chúa sẽ đãi chúng ta 10 lần, 30 lần, 60 lần, 100 lần hơn sau này. Amen. Cảm ơn Chúa. Điều cuối cùng đó là hãy luôn tôn cao và làm vinh hiển danh của Chúa qua đời sống của mình và qua tài sản của mình. Cảm ơn Chúa. Ở trong Thi Thiên đoạn 49 câu 20 chép rằng là người nào hưởng sự sang trọng, tức là sự giàu có đó, mà không hiểu biết gì, giống như thu vật phải hư mất. Quý mà chị em ơi, chúng ta cần phải biết rằng Đức Chúa Trời ngài có một chương trình dành cho sự giàu có của chúng ta. Những người đã tin Chúa mà chúng ta đang nghèo khổ, chúng ta cầu nguyện cho Chúa cho chúng ta được thịnh vượng, được đầy đủ. Amen. Rồi ai mà đã tin Chúa rồi và đang giàu thì chúng ta hãy hạ mình và tin cậy Chúa nhiều hơn để chúng ta được giàu hơn sau này. Amen không quý mời chị em? Chúa không phải là đấng đánh tư sản đâu nha quý vị nghe. Tức là sao? Bây giờ tôi tin Chúa, Chúa khiến tôi nghèo mãi, tôi nghèo khiết xác, tôi nghèo nghèo chết luôn. Quý mời chị em đừng có nghĩ như vậy. Nhưng nếu chúng ta tin Chúa mà chúng ta thấy mình nghèo hơn thì hãy cảm ơn Chúa rằng là Chúa đang cho mình ở trong một cái giai đoạn thử luyện để sau này chúng ta giàu có hơn. Amen. Dạ cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Những ai chúng ta đang thiếu nợ, chúng ta sẽ trả được nợ trong những ngày sắp tới. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi nhìn thấy nụ cười của đức tin ở trên đôi môi của quý vị. Hãy vui cười lên bởi vì câu trả lời của chúng ta đang đến. Amen. Giải pháp của chúng ta trong Chúa Jesus Christ đang đến. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta được hạ mình nhiều hơn để chúng ta được phước nhiều hơn sau này ở trong ơn của Chúa Giêsu. Cả xin kính mời quý vị chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện theo lời của Chúa. Hallelujah. Chúa một lần nữa chúng con cảm ơn ngài bởi vì Chúa là tốt lành. Qua lời của Chúa buổi sáng nay, chúng con nhận biết rằng Chúa ngài có một chương trình tốt lành dành cho mỗi đời sống của chúng con, nhất là về tài chánh. Lạy Chúa, xin Chúa ngài cho chúng con được phước ở trong tài chánh của chúng con. Và trước hết thì chúng con luôn có một tấm lòng biết tìm kiếm Chúa, luôn biết đặt để Chúa là số một trên đời sống của chúng con. Và lời của Chúa chúng con phải tân giữ, chúng con phải tuân giữ. Chúa ơi, xin Chúa ngài cho chúng con sống một đời sống làm đẹp lòng ngài để chúng con có thể vào thiên đàng và chúng con sẽ được phước ở ngay trên đất này. Trọn những ngày trên đất này chúng con sẽ được Chúa đặt ở đằng đầu chứ không phải ở đằng đuôi, và chúng con sẽ trở thành nguồn phước, chúng con sẽ cho nhiều nước vay chứ không vay mượn ai cả. Lạy Chúa, có những con cái Chúa đang phải thiếu nợ, đang phải nợ nần tài chánh rất là nhiều,
Chúng con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, Ngài biết tất cả mọi sự. Xin Chúa can thiệp vào trong tài chánh của chúng con. Xin Chúa giải quyết những nan đề nợ nần của chúng con, Chúa ơi. Xin Chúa làm việc ở trong những người đang đòi nợ của quý bà cho em con, để những người đó cũng sẽ không có leo lên đầu, lên cổ hoặc là chà đạp chúng con được. Nhưng xin Chúa Ngài làm việc trong lòng của họ, cảm động họ, để họ không có làm phiền chúng con hoặc đe dọa áp bức gây chúng con sợ hãi. Xin Chúa Ngài cho họ có sự cảm động để giãn thời gian ra chúng con, để chúng con có đủ thời gian để giải quyết những nợ nần tài chánh. Còn cảm ơn Chúa, xin Đức Chúa Trời của sự thương xót, Ngài ban phước cho mọi công việc mà tay chúng con làm, để sự thành công được thới thành. Bởi vì ý muốn của Chúa là muốn chúng con được giàu có, được no đủ, được dư dật, được thịnh vượng. Chúng con có một, chúng con sẽ làm lợi ra hai, Chúa ơi. Chúng con có hai, chúng con sẽ làm lợi ra bốn ta lân. Và chúng con có năm ta lân thì chúng con sẽ làm lợi ra năm ta lân khác nữa, Chúa ơi. Xin giúp đỡ chúng con để chúng con làm đâu chúng con sẽ thắng đó. Chúng con làm đâu chúng con sẽ được lợi đó, Chúa ơi. Và cái lợi nhuận của chúng con làm ra sẽ tôn cao Đức Chúa Trời chúng con. Chúng con sẽ dâng hiến cho nhà của Chúa. Và chúng con sẽ biết làm sáng danh Chúa qua những công việc, qua những của cải, qua những tài chánh mà Chúa ban chúng con. Cảm ơn Chúa vì Chúa luôn tốt lành trên mỗi đời sống của chúng con. Chúa là tất cả của chúng con, Chúa ơi. Dù giàu hay là nghèo, chúng con vẫn cứ theo Ngài. Dù chúng con khó khăn, túng thiếu hay là chúng con đang dư dật và nó đủ thịnh vượng, thì chúng con vẫn cứ tiếp tục theo Ngài. Lạy Chúa, của cải trên đời này không có thể cầm giữ được tấm lòng của chúng con, nhưng mà chỉ có Chúa và lời của Ngài mới cầm giữ tấm lòng của chúng con mà thôi. Xin Chúa Ngài cho mắt của chúng con luôn hướng về Chúa. Ngài chính là nguồn của mọi hy vọng, Ngài là nguồn của sự thành công thịnh vượng, Ngài là nguồn của mọi phước hạnh, Chúa ơi. Chúng con không tin cậy bất cứ một thần nào trên thế gian này, chúng con không tin cậy nơi của cải tài chánh ở thế gian này, nhưng mà chúng con tin cậy Ngài, và Chúa sẽ ban thưởng cho đức tin của chúng con. Ngài sẽ cho chúng con được giàu có, thậm chí là giàu nhất ở trong gia đình của chúng con, giàu nhất ở tại hàng xóm của chúng con, giàu nhất ở trong cộng đồng của chúng con nữa, Chúa ơi. Để mọi người, mọi mắt sẽ nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài là đấng quyền năng, Ngài là đấng giàu có, Ngài là đấng có quyền để ban sự giàu có chúng con, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, nguyện Chúa được vinh hiển, được ngợi khen và chúc tụng qua đời sống của chúng con. Và nguyện người ta sẽ nói rằng Đức Chúa Trời của chúng con là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob. Quả thật Ngài có trong đời sống chúng con, Chúa ơi. Và khi có Chúa, đời sống của chúng con sẽ được phước, được no đủ, được thành công, được thịnh vượng, để danh Chúa được vinh hiển. Và mọi mắt sẽ nhìn thấy quả thật rằng Chúa có thật, Chúa là Đức Chúa Trời sống đang ở trong mỗi người chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con dâng đời sống của chúng con, tài chánh của chúng con, của cải tài sản của chúng con, mọi vật chúng con có ở trong tay của Ngài. Nguyện Chúa ban phước cho chúng con trong một tuần lễ mới, được phước đầy thành công, đầy sự vui mừng, bình an và thới thành ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.